làm xốp lót trên nóc nhà anh ơi. Thế còn hơn 400 trái rồi. Bữa nay trời quá đẹp các bạn. Hai vợ chồng mình đã lâu không ra vườn. Hai em. Chào cả nhà. Hôm nay thì cuối tuần các bạn, hai chồng không có đi hái nấm, mới có dịp ra vườn. Thì hôm nay hai vợ chồng mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách bảo quản xu giống để qua mùa đông các bạn, để tới mùa xuân mình sẽ trồng. Thì mình sẽ trồng một ít tỏi. Mùa tỏi rồi. Với lại mình sẽ dọn mấy cái vườn mà của mình á để làm phân hữu cơ để cho tới mùa xuân mình trồng nó được tốt hơn. Thì mỗi năm hai vợ chồng mình đều làm bảo quản xu giống cho qua năm sau trồng các bạn, để trồng tỏi. Thì hôm nay bị cũng như là ghiền nấm quá, đi hái nấm không có thời gian. Nhân cơ hội bữa nay trời nắng rất là đẹp thì hai vợ chồng mình tranh thủ ra ngoài đây chia sẻ cách bảo vệ xu giống cho năm cho mùa xuân năm sau trồng. Thì hôm nay bỏ trong đây mà nó cũng ra rễ quá rồi là em ha. Dạ thì hôm nay thì mình hái, mình cũng không để ý, mình bỏ trong cái bao, mình bỏ ở ngoài nhà xe các bạn, cũng hơi lạnh nhưng mà hơi ẩm đó. Thì nó đã lên mọng rồi nè. Cái này nó lên rễ luôn. Thì không sao ha các bạn. Không sao, nó gãy mọng. Nó gãy không sao, nó vẫn còn cái hạt á. Thì cái này thì mình bao lại trong cái giấy. Cốt yếu là mình giữ được cái ẩm của nó ha các bạn. Cốt yếu là mình giữ được lâu á. Dạ. Cho qua mùa xuân năm sau trồng. Còn giấy báo thì nó làm cho hút ẩm á, thì nó mình cứ bảo vệ như thế này. Mình bỏ trong cái thùng giấy hoặc cái thùng nhựa mà mình đừng có, giống như mình đừng có đậy nắp là cái được rồi. Thì mình làm như vậy mình bao cái nó không có thấy ánh sáng á, nó chậm phát triển chứ không gì hết. Cái này là dừa lú luôn anh. Thì cái này hôm nay mình hái cũng ra rất là lâu rồi các bạn. Bà xã mình để ở đây. Thì mình hái chắc cũng hơn tuần rồi. Thì có nhiều bạn nói là xu của các bạn lên mầm quá cao, có sao không? Không sao cả các bạn. Các bạn mình cứ gói lại và mình bỏ chỗ nào nó tối chứ nó mát. Đừng có bỏ chỗ nóng thì nó tiếp tục lên và tới mùa xuân thì nó sẽ bị hư. Tại như mình muốn bảo vệ quả nó qua mùa đông đó các bạn. Thì mình không có muốn cho nó lên nhanh, cho nên để cho tối mình gói chỗ này. Chủ yếu là để cho nó chậm phát triển để tới mùa xuân mình trồng. Nè, giống như đó. Cái này nó đã lên mầm quá cao luôn rồi, không sao các bạn. Nhưng mà mình gói thì mình nhẹ nhẹ cho đừng gãy cái mầm cũng được, mà có thể gãy cái mầm cũng không sao. Các bạn nếu mà nó lên mạnh á, thì các bạn cứ lấy kéo cắt cái ngọn nó đi cũng không sao. Chủ yếu là mình để đừng sao cho nó để khô hay gì đó là nó chết luôn cái trái, cái hạt á. Bên trong á thì nó sẽ không phát triển nữa. Thì năm nay mình để xu giống cũng nhiều nhưng mà mình đã cho hết rồi các bạn, giống như những cái người gần ở đây thì mình đã tặng hết rồi. Còn những cái bạn mà ở xa đó thì tại vì gửi đi rất là cũng như nó nặng, với lại mình gửi đi bưu điện anh, cái xác sức mà nó lên á như là chỉ có 30% à, cho nên mình không có gửi tặng nữa ha các bạn. Nếu mà các bạn ở xa mà không có giống á, mình có thể vô siêu thị á, mình mua những cái xu mà người ta bán để ăn á, rồi mình cũng làm giống như vậy, nhưng mà mình để cho nó ấm hơn, nếu mà mình cần trồng liền thì nó cũng lên. Rồi mình làm cái này xong rồi cái mình làm gì tiếp mình theo? Mình sẽ đi trồng tỏi ha. Thì cái này thì bây giờ thì hai chồng mình sẽ đem để trong nhà xe. Nếu mà các bạn có chỗ nào mát thì mình để. Nếu mà các bạn có ít á, thì mình có thể bỏ trong tủ lạnh cũng được. Tủ lạnh ở ngăn mát á. Để chỗ nào nó có ẩm, chứ đừng có để khô ráo quá hay là hơi nóng quá thì nó sẽ bị chết ha các bạn. Thì bây giờ thì mình đi trồng tỏi ha. Với lại mát mẻ. Thì tỏi thì mỗi năm mình trồng. Cũng hồi năm ngoái thì mình trồng hơi sớm chút không em? Đúng rồi, thì tỏi thì mình thấy cái thời gian tốt nhất để trồng là khoảng cuối tháng 9 các bạn, với lại trong cái tháng 11. Nếu mà qua tháng 11 rồi thì hơi lạnh rồi thì mình không nên trồng. Tại vì mình trồng trễ quá, nhưng khi nó lạnh nó đông đá thì nó sẽ hư cái củ tỏi, nó không có lên. Thì bây giờ là mình trồng đi về là cũng là giữa tháng 11 rồi. Nhưng mà ở Vancouver này thì có nhiều khi nó không có xuống âm á các bạn.
Đó, có khi qua tháng 1, tháng 2 mới thấy âm, cho nên trồng vẫn được. Yeah. Nhưng mà các bạn ở chỗ cái tỉnh nào mà nó bây giờ mà nó lạnh quá rồi có thể là đừng nên trồng. Thì năm nay thì mình trồng một ít trên chậu với một ít ở dưới đất. Mình trồng sát sát một chút anh ha, năm ngoái mình trồng hơi thưa. Đặc biệt cái trồng cái tỏi này các bạn, những con chuột, những cái con gì đó em, nó không dám vô phải không? Dạ, con chuột hay là những cái con mà bươi cái đất anh. Nó không có phá vào mùa đông các bạn. Nó tiện lắm, thứ nhất là mình tới mùa xuân mình có thể có tỏi để thu hoạch, rồi có bông tỏi để ăn. Và những cái con côn trùng, mà những cái con mà giống như là nó chuột rồi nó không có phá, nó tới nó phá vườn vào mùa đông. Đúng rồi các bạn, nhưng mà các bạn mùa hè cũng được đó em ha. Dạ, mùa hè cũng được. Trồng vòng vòng mấy cái chỗ nào mà mình muốn bảo vệ đó. Đúng rồi, nếu mà các bạn có chỗ mình trồng giống như nguyên một lớp bảo vệ xung quanh cái vườn của mình thì rất là tốt luôn các bạn. Nhưng mà tại vì vườn nhà mình nó hơi chật hẹp quá cho nên mình không có trồng được. Cái tỏi này là tỏi gì em? Cái tỏi này là cái kêu tỏi là dôi, cái tỏi giống tỏi dôi đó. Cái này thì mình mua ở ngoài chợ, cái mình về cái mình mình cứ tách ra mình trồng thôi chứ không phải là cái tỏi giống tỏi gì. Đúng rồi, không cần tỏi giống nữa các bạn ơi. Bây giờ tỏi giống mình mua vô tiệm nó mắc mắc lắm mà cái này mình thấy trồng nó vẫn lên bình thường mà vừa rẻ tiền nữa. Các bạn có thể mua tỏi ngoài chợ về ăn rồi mình trồng nè, tại mình muốn trồng cái tỏi này cho nó bự một chút anh. Thì các bạn trồng thì cái trồng cái đầu nó xuống hả, cái đít nó lên phải không? Cái này nè nó trở xuống đó. Cái này là nó ra rễ, còn cái này nó sẽ lên cái mầm. Nếu mà mình nghe nói là nếu mình muốn nhanh nó thì mình cắt chút xíu. Đúng rồi, nhưng mà hồi đó cho mình trồng mình không có cắt nó cũng vẫn lên, là nó rất là mạnh. Tỏi này rất là dễ trồng. Rồi mình trồng tỏi rồi cái mình làm gì nữa? Thì mình tính dọn cái những cái vàng, những cái rau củ của mình, cái nào mình không xài đó mình sẽ dọn và mình làm phân hữu cơ luôn các bạn. Đúng rồi các bạn, thì mùa này cái vàng của mình nó tiêu điều ha. Đó thì cỏ bây giờ nó cũng lên rất là dài, nhưng mà bây giờ thì cắt cỏ nó cũng không bất tiện các bạn, nó ướt á, đất nó cũng như là nó sình lầy không mà cắt cũng bất tiện. Đó, những cái vàng như bầu bí của mình bây giờ nó chết hết rồi. Cho nên bữa nay mà hai vợ chồng mình sẽ làm sạch lại. Còn cái vàng su bên kia em? Em cũng tính làm sạch luôn á. Làm sạch luôn, hết luôn á hả? Dạ. Đó, thì cái nào mà nó chịu lạnh được thì nó vẫn còn sống. Cái nào nó chịu lạnh không được thì nó đi đời rồi ha. Đó, ở trong cái nhà kính của mình còn những cái bạc hà, những cái lá thì nó đã chết rồi. Cái đó thì mình ăn, mình cắt vẫn được các bạn. Nhưng mà bữa nay mình không có cắt ngang như hồi đó nữa phải không? Không, em thử em để cho nó cao vậy, thử coi mình nghĩ là mình để vậy nó lên sẽ nhanh hơn. Nhưng mà có gì mình thu hoạch trong nhà kính anh biết không? Xà lách son. Dạ, rất là tốt. Đó mình là thu hoạch xong cái đó luộc ăn cũng ngon. Đúng rồi. Nấu lẩu ăn cũng ngon. Thì ở Vancouver này các bạn, lúc này là trồng tỏi rất là thích hợp. Nếu mà các bạn mà có thời gian thì khoảng cuối tháng 10 hay là giữa tháng 10 bắt đầu trồng là lý tưởng nhất. Đúng rồi. Rồi, mình trồng vậy mình phá đất. Còn một ít một chút mình trồng đằng kia luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi dọn cái vàng của mình. Thì mùa này đáng chán là mình phải dọn sớm hơn đó các bạn. Nhưng mà hôm nay bận rộn quá cho nên mình không có dọn được. Này các bạn, thì cái hoàn cảnh của cái vườn của hai vợ chồng mình lúc hiện tại, những cái vàng bầu bí thì đều đã chết hết rồi. Thì ngay lúc này hai vợ chồng mình sẽ làm sạch lại ha, dọn nhà để chuẩn bị cho mùa xuân năm sau. Khi như vậy thì làm cái vườn của mình nó cũng thấy đẹp hơn. Nhưng hôm nay thì tại vì đi hái nấm cho nên không có thời gian. Bữa nay thì trời rất là đẹp cho nên ra tranh thủ để dọn dẹp. Bữa nay trời ấm quá hay em ha? Hên á. Hôm nay cứ mưa suốt nhưng mà tự nhiên bữa nay cuối tuần mà trời lại ấm như thế này. Rồi xong chưa? Mình đi dọn cái. Ok. Ở đó mình cũng trồng tỏi hết luôn hả? Dạ thì này bữa hổm em nhét mớ nè, nó cũng lên. Mà em trồng hết luôn lần, em muốn cho nó giống như ba cái chuột, con chuột đồ đó nó đừng lại phá. Đúng rồi. Thì thường á là những cái mùa cuối mùa hè đó các bạn, đầu mùa thu là mình, nếu mình hái trái là mình đã dọn cái cây này rồi, nhưng mà bữa trời mưa quá cho nên hai chồng không có dọn được.
Những cái dây này thì nó chết khô rồi, có những nó chết ngọn từ từ xuống, đó từ từ xuống tới gốc. Nhưng mà cái dây này nó còn ở dưới, nó còn tươi cái gốc ha. Đúng rồi. Cũng chết luôn rồi. Wow, trời ơi nè. Đây các bạn. Còn rất tươi. Là mập ha. Wow, chừng mập cái này là dây gì ta? Cái dây này dây bí ấy á. Ồ, cái bí gì á hả? Bí thiên vũ. Ồ, phải không hay là? Bí thiên vũ. Hay là bầu ta? Bí thiên vũ. Ồ, mập quá trời luôn. Ở ngoài đây là bí thiên vũ ha. À, dạ. Để đó luôn, cái đó là mẹ mốt á, nó chết luôn phải không? Ừ. Này. Đi à, qua bên kia trước em ơi, cái su hả? Su nè. Su này á thì nó vẫn còn tươi ha các bạn. Có nhiều bạn nói không, mình cứ cắt gốc cái mình úp nó lại, nhưng mình đã làm thử nghiệm mấy lần rồi ha. Nó vẫn bị chết. Cho nên mình sẽ không thử nghiệm lần nữa. Cứ dọn sạch luôn, cắt là cái năm sau trồng lại. À, mấy cái dây su của mình nay nó thấy nó năm này nó mập quá ha em. Mập thiệt á. Ừ. Anh muốn mình để gốc không hay là mình thử coi, mình để gốc này thử coi cũng được. Muốn thử nghiệm lần nữa cũng được. Thì năm nào mình cũng để cho mình lắp lại nhưng mà nó cũng không sống các bạn. Chứ mình nghĩ là những cái vùng mà ấm hơn thì có thể nó sống. Ừ. Cái đây các bạn nè, thấy không? Cái chỗ này năm nay nó mình trồng hai bụi, hai cái trái. Su không? Nhưng mà nó có tất cả là mấy hình như là 340 mấy trái. 340 mấy trái nhưng mà 2 4 6 8 9 cái dây chính đi lên vàng các bạn. À, thì mỗi một dây thường là mình để 4 nhưng mà có cái này nó tốt quá cho nên mình không nỡ mình cắt cho nên mình để 5 nhưng mà các bạn coi là một cái nhánh nè. Nó tốt khủng khiếp luôn. To. Thì các bạn để nhiều thì các bạn phải làm phân rồi cho nó nhiều đủ dinh dưỡng ha thì nó mới cung cấp cho trái. Cái chừng nó lọt vô đầu anh. Ừ, đó nó xuống đó. Đó thì cái vàng này không biết năm sau mình trồng su ở đây hay là mà trồng lại chỗ cũ ha. Để coi coi, để mình coi coi thời tiết thì thấy năm nay cũng trái cũng không đến tồi tệ. Ừ. Em nghĩ coi chừng nghĩ luôn cái vàng của anh xuống sập luôn không? Thì lớn chán là mình nên dọn lúc mà mình hái độ khoảng 3 ngày, 2 ngày các bạn. Ừ. Lúc đó là nó mới vừa héo nó sẽ dễ hơn bây giờ. Bây giờ thì nó hơi khô, nó hơi cứng á. Ừ. Thôi, để mình để chỗ nào cái phụ bà xã. Wow, từ mấy cái su nó trên nóc nhà các bạn, nó vẫn còn rất là tốt luôn anh hả? Ừ. Nè, mình bỏ dở cho em luôn. Thì có những cái su nó già thì mình làm giống luôn. Rõ, rõ. Cái nào non thì để cho anh ăn. Này để giống rồi. Qua trời bự luôn. Già hết rồi.
Cái nào hơn mình dục vô làm phân luôn. Vậy còn hơn 400 trái rồi. Rồi các bạn, mấy cái trái này nó bự dữ dội rồi. Làm trái chắc gần cả ký luôn bây giờ ha. Trồng trên nóc nhà cái gì lụm không được. Còn nữa không? Chắc còn mà. Tới mùa thì trồng, rồi cuối mùa thì dẹp. Hay chắc giả không các bạn? Cứ xây dòng như thế. Mà thấy nó bò từ từ mà quá, rồi bây giờ thấy dọn thấy nhiều dữ luôn á. Trời anh có xu kìa. Anh. Ồ, quá trời nè. Nặng dữ hả? Wow, vô không nổi rồi. Đẩy qua cái lỗ đi. Hoa nó không kẹt xuống không nổi luôn. Nó bự quá. Như ông thua là mua nó sao chui qua cái lỗ nhỏ nổi. Bởi gì? Còn nữa không? Có, còn. Còn hai trái bự với trái nhỏ. Đó luôn ạ. Cái chỗ đây. Bên đây nè. À. Còn hả? À, đằng kia còn trái. Dạ, dạ. Ồ, nó chui dưới đây luôn. Hả? Dính luôn hả? Mấy xối luôn. Ok. Đâu nữa không? À, không biết bên kia còn không em không còn. Đâu bên kia bên cái là các bạn à. Nó làm xốp lót trên nóc nhà anh ơi. Thế còn hơn 400 trái rồi à. Còn nữa không? Còn nhiều lắm á anh. Còn đó không? Còn. Còn vài ta. Bên à giá nguyên một đống luôn á. Cái này mà phải tiền ngon ha. Mình cứ xài hoài còn hoài. Phải nóng gặp ổ gì cũng đỡ. Ha. Ừ. Wow, mấy cái này nó. Mấy cái nào hư anh dục thành giống luôn. Còn đó không? Còn. Còn thế à. À. Quá trời à, có chừng lọt đụng đầu đó. Ê, ê. Rồi kế lên kế xíu xíu tới 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 đừng có lùi. Dạ ok à, ok nữa thôi. Còn trái đây hết rồi đó hết rồi. Nó dướng luôn rồi hả? Rồi nó kẹt vô trong cái nóc nhà luôn các bạn. Wow. Dính luôn rồi. Wow. Cái này để mình có thúi cái này. Thôi, cái mình đụng lên. Không được đâu. Đứng lại. Dính luôn rồi. Thôi, kẹ nó đi. Ồ, còn đây trái nè. Đâu. Cuối cùng thì cũng dọn dẹp xong rồi các bạn. Thì chỗ này thì làm sạch nữa. À, xong. Đó. Thì những cái dây dây bầu, dây bí khô chết đó các bạn thì mình cắt bỏ vào những cái ô này nè để làm sao nó phân hủy mình trồng xuống thì đất nó rất là tốt ha các bạn. Đó. Ở trong này cũng vậy luôn, mình cứ để vậy thôi nó sẽ khô, nó tự nó phân hủy à. Thì ở trên đây thì cũng đã làm sạch rồi nè. Thì làm sạch xong cái nhà, trời nắng nó rọi vô rất là sáng sủa. Bên kia cũng vậy. Thì chỗ này còn dư là thì bà xã đang cắt nè. Thì cứ cắt khúc khúc rồi các bạn, cho nó mau phân hủy. Xong rồi hả em?
cũng tạm, thì mình cắt sơ sơ thôi, bữa nào rảnh là ra cắt một xíu nữa. Còn bên kia một thùng nữa các bạn, để dành đó cái bữa nào rảnh cái cắt, dạ, bỏ vô những cái ô bên kia. Thì cái này thì giống như những cái chỗ nào trống thì mình bỏ nó vô. Khi trời lạnh vậy nó mau rụt lắm các bạn, khi mùa xuân tới thì mình xới lên, mình trộn lẫn những cái... Đất phải không? Dạ, với đất thì dễ trồng nhà rất là tốt luôn. Còn nếu mà mình không có chỗ đất trống á, thì mình có thể bỏ vô cái thùng á, thùng những cái thùng rác mà mình không có xài các bạn. Để dành đó. Dạ, thì mình đậy tới qua tới mùa xuân thì nó cũng phân bỉ. Mà những cái lá này thì nó không có cần phải bỏ thêm đất vậy trơn, tại vì nó cũng không có hôi. Đúng rồi các bạn. Thì mỗi năm thì hai vợ chồng mình đều làm như vậy hết. Không phải lá này mình đem đi bỏ cũng uổng, tại vì ở đằng má mình đó, có khi phải đi lụm những cái lá ở ngoài, ở chỗ... ở ngoài rừng ha, như là ở ngoài rừng mà trong mấy bờ lộ đó các bạn, nó rơi nhiều lắm, mình phải quét, mình dọn dẹp á, cái người ta bỏ ngoài sân đó, cái lụm đem về, xin đem về để làm phân rất là tốt. Thì cuối mùa năm nào vợ chồng mình cũng tranh thủ làm, mà năm nay thì làm hơi trễ. Nếu mình làm sớm thì những cái lá nó còn tươi không? Tươi nó dễ làm hơn các bạn. Chết thì nó hay cứng một chút. Dạ. Yeah. Thì bữa nay thì mặc dù cuối mùa nhưng hai vợ chồng mình vẫn lụm được một mớ su su rất là tốt luôn. Cái này thì có cả su giống lẫn su ăn nè, giống như mấy trái này còn rất là non nè các bạn. Mình bấm thì, mình biết không? Dạ, mình bấm thì mình thấy cái nào cứng á, thì mình làm giống, còn cái nào mà nó mềm á giống như mấy trái này á thì mình để dành ăn. Với là mình chia sẻ một cái cách mà mình bảo quản su giống luôn, với trồng ít tỏi. Coi như xong buổi chiều hôm nay. Thì mỗi năm mình, hai vợ chồng mình đều làm như vậy. Nhưng mà cốt yếu năm nay mình làm rồi mình quay phim chia sẻ cho các bạn cái cách hay là cái cuối mùa hai vợ chồng mình dọn dẹp cái sân vườn như thế nào. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Đó, thì trời nắng rất là tuyệt vời để mà ra ngoài dọn dẹp sân vườn. Nó thì ở đây là ăn những cái gì á, thì bà xã mình đều bỏ vô đây hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn video kỳ tới.